Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với Hồng Duy Vlog và đây là Hồng Duy. Hôm nay mình sẽ đem đến các bạn cốc chanh leo 20 lít. Mình sẽ làm hết chỗ này. Và đá rồi. Sặc nước rồi, đâu rồi? Chết rồi à? Tao cắt cho chúng mày được phủ qua thôi. Quang ơi, con kia đây em ơi. Rồi, dính nước chính. Quang làm được việc không em? Nhanh lên. Cái gì ấy nữa? Vừa đôi ra. Anh cắt à? Bây giờ là mình sẽ cắt chanh leo và cho bọn này xúc chanh leo rồi. Bổ chanh leo cho các bạn xem nha. Ây ây à, tí mót vào tay. Tí mót vào tay này các bạn. Bổ chanh leo mới thuận đó. Đây là chanh leo quả đây. Đây. Đây chanh leo đây các bạn. Ngon lắm. Đây. Càng héo chanh leo càng héo càng ngon nha các bạn nha. Ngon lắm. Anh Quang vừa làm một lửa quả hơi bị tết kìa. Vừa ngon lắm, thơm rồi. Đấy múc gì, các bạn múc gì đấy. Tí cho các bạn lấy vỏ chanh leo làm cốc luôn. Hai bộ đi. Bộ vỏ nó còn mặt trong nó. Quan trọng là trong nó này. Đá chưa đập. Đá chưa đập. Chưa đập đá. Được. Anh em à, các bạn thấy mình kênh mình hay thì like và đăng ký kênh cho mình nha. Bởi vì nút chuông nha các bạn nha. Bạn chờ mình trong vài phút mình bổ chanh leo nha. Chào các bạn, sau nhiều phút cố gắng tôi đã làm được cốc chanh leo khổng lồ các bạn xem, hơn 20 lít. Ơ mình quắng à. Để anh em uống. Anh em phát. Ôi chua quá các bạn ạ. Chua chua. Lạnh nhưng mà chua lắm. Khoáng này anh em uống trà sữa để ngon lên này, khoáng lên em. Canh cuốt anh vừa đậu tàu từ Lạng Sơn về đấy. Khoáng nhẹ ôi nhẹ thôi. Chụp quá các bạn. Chùa tí đấy. Uống như uống rượu cần. Bề quá. Khoáng bề hết rồi đấy nè. Đây này, đây đây chanh leo. Mát hơn đấy, mát ngon lắm các bạn ạ. Đây công chanh leo khổng lồ mình đây các bạn ạ. Cốc quả này một thùng luôn, chơi cốc cái này cho thùng 5 người cũng không hết. Thằng nào hôm nay uống giỏi em. Chiều về tao cho đi bơi sông đất. Quang không cảm nhận gì nữa à? Em Quang không cảm nhận gì nữa. Cà phê à?
Nếu các bạn thấy mình kênh mình làm hay thì hãy like và đăng ký kênh và nhấn nút chuông cho bọn mình nhé. Bà Luy đang chào đi. Chào tất cả bà con nha.